Chiều ngày 2 tháng 3, tỉnh Ninh Bình đã đón 98 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc và cách ly tập trung tại Trung đoàn 855, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình. Đây là đoàn người Việt Nam đầu tiên trở về từ Hàn Quốc được cách ly tại tỉnh Ninh Bình. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Trung đoàn 855 phối hợp với các ngành hữu quan bố trí nhân lực, trang thiết bị y tế, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về vật chất để đón đoàn người trở về từ Hàn Quốc. Toàn bộ 98 người được đưa vào khu cách ly đều trở về Việt Nam bằng đường hàng không qua cửa khẩu sân bay Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh. Đều là các sinh viên và người lao động của tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận đang sinh sống, lao động và học tập tại Hàn Quốc. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình thăm khám sức khỏe, đo nhiệt độ và huyết áp theo đúng quy định.